Chào bà người, con tên là Vương ơi, năm nay con 5 tuổi, nhân ngày 18 tháng 3. Con xin chúc mọi người, chúc các bà, các cô, các mẹ rất vui vẻ. Và sau 18 tháng 3, mai con xin thể nghe một bài. Con tên là Vương Lăng Lá, là một người của Trung Quốc. Chào hùng y xeo, nào hào hào, không thân chi mùa.